Phải nói rằng thị trường chuyển nhượng mùa đông nay vô cùng ảm đạm và chẳng có thương vụ nào được coi là bom tấn cả. Tính riêng trong Big Six ngoại hạng Anh, chỉ có duy nhất Tottenham là đội đã đem về được hai tân binh, trong đó một bản hợp đồng là thương vụ mượn ngắn hạn. Luật công bằng tài chính đang khiến cho ông lớn e dè hơn trong việc đưa ra quyết định mua người. Chính vì vậy mà các đội dù có được những vị trí thiết yếu cần bổ sung nhân sự cũng đành cắn răng chịu trận. Dẫu vậy, vẫn có một vài thương vụ theo chiều đi cực kỳ đáng chú ý. Sau đây sẽ tổng hợp các thương vụ chuyển nhượng nổi bật ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Tottenham là đội duy nhất ở Big Six đem về tân binh. Thiếu vắng Son Heung-min một tháng vì Asian Cup, Tottenham đành tìm kiếm một người thay thế ngắn hạn và người được chọn là Timo Werner từ RB Leipzig. Ngoại hạng Anh vốn đã chẳng xa lạ gì với cầu thủ này, chỉ có điều là động thái này của gà trống khiến người hâm mộ cực kỳ bất ngờ. Timo Werner trong màu áo đội bóng nước Đức ở mùa giải này đang có phong độ cực kỳ kém, thậm chí tiền đạo người Đức chỉ là lựa chọn thứ 5 cho vị trí tiền đạo của Leipzig. Tân binh tiếp theo của gà trống là Radu Dragosin, được biết Tottenham đã phải bỏ ra 30 triệu euro để Genoa đồng ý nhả người. Đây là một thương vụ siêu lời của đội bóng nước Pháp khi khoản phí ban đầu họ bỏ ra để chiêu mộ Dragosin chỉ là 5 triệu euro. Tuyển thủ người Rumani sở hữu thể lực, tranh chấp tốt và giỏi không chiến, thậm chí anh còn được ví như một Virgil van Dijk mới. Để dọn đường cho tân binh Dragosin, Tottenham đã đẩy đi trung vệ kỳ cựu Eric Dier sang Bayern Munich theo dạng cho mượn. Được biết, hùm xám sẽ bỏ ra khoản phí từ 2 đến 4 triệu euro tùy theo đóng góp của Eric Dier. Một thương vụ cho mượn đáng chú ý khác của Tottenham là Sergio Reguilon, được Man United cho trở về trước thời hạn. Hậu vệ người Tây Ban Nha tiếp tục bị Tottenham đẩy đi theo dạng cho mượn và biến đỗ lần này của anh là Brentford. Reguilon được cho mượn khá nhiều trong những mùa giải gần đây và không có nhiều thời gian khoác áo Spurs. Trường hợp tiếp theo rời Tottenham theo một bản hợp đồng cho mượn là Ivan Perisic. Tuyển thủ người Croatia vốn đã có một khởi đầu cực kỳ tốt ở Premier League mùa này, nhưng không may dính chấn thương gối. Khi trở lại, anh cũng không được huấn luyện viên Postecoglou trọng dụng. Cựu cầu thủ Inter Milan được đem cho mượn tại câu lạc bộ thời niên thiếu Hajduk với thời hạn 6 tháng. Sau khi hết hạn hợp đồng, Perisic sẽ gắn bó thêm một năm theo thỏa thuận giữa cầu thủ và câu lạc bộ. Hugo Lloris là trường hợp rời đi khiến người hâm mộ tiếc nuối nhất, bởi anh đã có 11 năm gắn bó với Spurs. Tuổi tác cao cùng với sự xuất sắc của Vicario khiến thủ thành người Pháp phải ngồi ngoài kể từ đầu mùa giải. Ngay đầu kỳ chuyển nhượng, Tottenham tuyên bố chia tay cựu đội trưởng của mình và biến đỗ của anh là Los Angeles FC. Dù không sở hữu thương vụ nào theo chiều đến, nhưng chiều đi Man United lại cực kỳ nhiều. Donny van de Beek là cái tên đầu tiên mở bát phiên chợ Quỷ Đỏ với sự xuất hiện của ông thầy cũ Erik ten Hag. Tưởng như tương lai của tiền vệ người Hà Lan sẽ khá khẩm hơn thì những chấn thương đã cướp đi cơ hội của cựu tiền vệ Ajax sau một khoảng thời gian ngắn chơi khởi sắc. Khi trở lại, van de Beek vẫn không thể nào cạnh tranh với những cầu thủ khác ở hàng tiền vệ. Cuối cùng thì ra đi là cách giải quyết trọn vẹn đôi đường. Được biết, Frankfurt phải bỏ ra một khoản phí để mượn người từ Manchester United. Hợp đồng có điều khoản lựa chọn mua đất với giá trị 11 triệu euro kèm theo 3 triệu phụ phí. Cái tên thứ hai rời Man United ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này là Jadon Sancho. Mùa hè năm 2021, Quỷ Đỏ phải bỏ ra số tiền 85 triệu euro để có được sao trẻ người Anh. Thế nhưng những gì mà Sancho thể hiện là không tương xứng với giá trị. Sau 82 trận khoác áo đội chủ sân Old Trafford, cựu sao Dortmund chỉ có vỏn vẹn 12 bàn thắng. Hơn thế nữa, Sancho còn gây ra rất nhiều phiền toái khi công khai chỉ trích ông thầy của mình. Những mâu thuẫn khiến Sancho gần như không còn tương lai tại nhà hát của những giấc mơ. Ban đầu Man United muốn bán đứt Sancho, nhưng cầu thủ người Anh vẫn kiên quyết muốn gắn bó và chờ đợi tương lai Ten Hag bị sa thải. Cuối cùng thì cựu cầu thủ sinh năm 2000 trở về khoác áo Dortmund theo một bản hợp đồng cho mượn với mức phí 4 triệu euro và không kèm điều khoản mua đứt. Trở về Bundesliga, bất ngờ thay là Sancho lại đang thi đấu rất thăng hoa. Ngoài hai cái tên kể trên, Man United còn chia tay một loạt cầu thủ trẻ khác, trong đó có hai cái tên nổi bật thường xuyên xuất hiện ở đội 1 là Hadimon Membry và Facundo Pelletri. Đối với Membry, dù có mặt trên đội 1 đã lâu nhưng ngôi sao trẻ người Tunisia không thể nào tranh chân được vào đội hình chính thức. Ngày 16 tháng 1, trang chủ Man United xác nhận Membry sẽ chuyển sang khoác áo Sevilla theo dạng cho mượn đến hè 2024. Hợp đồng kèm điều khoản mua đất và dự kiến Quỷ Đỏ sẽ kiếm được về khoản tiền là 17,2 triệu bảng trong thương vụ này. Facundo Pelletri là cái tên tiếp theo rời Man United ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Sự ra đi của cầu thủ người Uruguay khiến người hâm mộ rất bất bình với Erik ten Hag.
Nhiều người cho rằng ông đang quá bảo thủ với những quyết định của mình. Khi mặc cho Anthony chơi tệ hay các cầu thủ khác không đáp ứng được nhu cầu về chuyên môn, chiến lược gia người Hà Lan vẫn ngó lờ Pellegrini. Ngày 1 tháng 2 vừa rồi, trang chủ của Man United thông báo Pellegrini sẽ chuyển sang khoác áo Granada theo một bản hợp đồng cho mượn. Được biết, đội bóng này đang xếp áp chót tại La Liga. Ngoài ra, Dan Correa và Alvaro Fernandez cũng là hai cái tên trẻ khác được cho đi tu nghiệp. Man City khá im lặng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay, nhưng hai thương vụ của họ đều là những cái tên rất đáng chú ý. Ở chiều đến, The Citizen đem về Claudio Echeverri từ River Plate với giá 12,5 triệu bảng, người được ví như Messi đệ nhị. Ngày 26 tháng 1 vừa rồi, Echeverri đã có màn ra mắt đội bóng mới. Tuy nhiên sau đó, sao trẻ người Argentina sẽ được cho mượn trong phần còn lại của mùa giải tại chính River Plate. Echeverri chơi rất tốt ở World Cup U17 2023. Suốt giải đấu, cầu thủ sinh năm 2006 đóng góp 5 bàn thắng sau 7 lần ra sân và giúp tuyển trẻ Argentina có một hành trình cực kỳ kịch tính cho đến trận bán kết. Ở chiều ngược lại, Calvin Phillips là cái tên phải ra đi và thương vụ này chẳng gây ra quá nhiều bất ngờ. Chuyển đến sân Etihad từ Leeds United với rất nhiều sự kỳ vọng, dù được đánh giá cao về mặt chuyên môn, thế nhưng tiền đạo người Anh lại không thể hiện được nhiều ở nửa xanh thềm Manchester. Dần dần, vị trí quen thuộc của Calvin Phillips là băng ghế dự bị. Rất nhiều ông lớn ở ngoại Anh như Liverpool, Arsenal hay Newcastle United để ý đến cựu cầu thủ Leeds. Thế nhưng bến đỗ cuối cùng của anh lại là West Ham. Calvin Phillips một bản hợp đồng ngắn hạn cho đến hết mùa giải, kèm tùy chọn mua đất. Hồi đầu tháng này, Liverpool đã đàm phán với RB Leipzig để đưa Fabio Cavanho trở lại sân Anfield trong bối cảnh anh không được trọng dụng tại đội bóng nước Đức. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau đó, Cavanho tiếp tục được cho sang Hull City để tu nghiệp. Cavanho từng thi đấu rất nổi bật trong màu áo Fulham ở Championship, nhưng kể từ khi chuyển đến Liverpool, anh đã gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính. Suốt quãng thời gian tu nghiệp ở Đức, Cavanho cũng chẳng thể hiện được mình. Dẫu vậy thì The Kop vẫn rất quan tâm đến tương lai của cầu thủ trẻ. Chính vì vậy mà họ đã gọi về ngay lập tức và cho mượn ở đội bóng mới với mục đích để cho Cavanho có cơ hội ra sân cọ sát nhiều hơn. Và đó cũng là thương vụ nổi bật duy nhất của Liverpool. Sau những kỳ chuyển nhượng chi bạo, Chelsea ở mùa đông này cũng đã rất dè dặt trong việc mua bán. Họ không đem về thêm cầu thủ nào kỳ chuyển nhượng này. Trường hợp duy nhất là Diogo Moreira được gọi trở lại sân Stamford Bridge khi Lyon đang thi đấu cực kỳ bết bát ở giải vô địch quốc gia Pháp. Chuyển đến màu áo của The Blue từ mùa hè 2023, thế nhưng ngay sau đó cựu cầu thủ của Benfica được đem đi cho mượn ở Lyon. Mauricio Pochettino vẫn đang chờ xem màn trình diễn của Diogo Moreira khi Chelsea đang tìm cách cải tổ lại những bản hợp đồng cho mượn. Cựu thủ Benfica có thể sẽ được đăng ký nhiều hơn trong danh sách đội 1 ở giai đoạn 2 của mùa giải. Những vấn đề về tài chính khiến Barcelona không thể chi đậm để mang về những bản hợp đồng chất lượng. Trong bối cảnh mà Lewandowski đang sa sút trầm trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến những tham vọng của đội bóng, Blaugrana buộc phải có một giải pháp cải thiện tình hình. Thế là họ ngay lập tức triệu tập Victor Roque đến sớm hơn dự kiến, người đáng lẽ sẽ chỉ có mặt khi mùa giải năm nay kết thúc. Trước đó, Barca đã chiêu mộ Roque với mức phí khoảng 40 triệu euro và ngôi sao trẻ này sẽ tiếp tục khoác áo Atlético Paranaense cho đến tháng 7 năm 2024. Sao trẻ người Brazil đã có khởi đầu không mấy suôn sẻ trong 5 trận đấu đầu tiên khoác áo đội chủ sân Camp Nou. Điều này cũng dễ hiểu khi anh chỉ vào sân tổng cộng 86 phút từ băng ghế dự bị. Thế nhưng trong trận đấu mới nhất gặp Osasuna, Victor Roque đã chính thức khai nòng. Đó cũng là pha lập công duy nhất giúp Barca giành trọn 3 điểm. Vừa rồi là những thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý trong mùa đông này. Có thể thấy rằng đa số trong danh sách này thường là những bản hợp đồng cho mượn. Điều này chứng tỏ một điều rằng các đội bóng đang vô cùng dè dặt trong việc mua bán. Họ cần thận trọng bởi luật công bằng tài chính đang siết rất chặt. Tuy nhiên cho đến kỳ chuyển nhượng hè này thì đó có thể là một mùa mua sắm vô cùng bùng nổ.